Sáng nay tại trường Đại học Lạc Hồng đã khai mạc kỳ đánh giá lần thứ 320 của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA đối với 4 chương trình đào tạo. Thông qua kiểm định chất lượng, nhà trường sẽ hoàn thiện hơn về chất lượng đào tạo, mang lại cho sinh viên môi trường học tập đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Trong đợt kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN lần này, trường Đại học Lạc Hồng có 4 chương trình tham gia kiểm định, bao gồm Đông Phương học, Nhật Bản học, Tài chính ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Khác với giai đoạn 2018-2020 áp dụng tiêu chuẩn AUNQA phiên bản 3.0, ở đợt kiểm tra này, các chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn AUNQA phiên bản 4.0. Việc áp dụng tiêu chuẩn này không chỉ giúp nhà trường đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, mà còn giúp nhà trường cải tiến liên tục, tạo ra môi trường học tập và giảng dạy chất lượng cao cho sinh viên. Đáng chú ý là với các tiêu chí đưa ra còn hỗ trợ nhà trường trong việc đo lường chuẩn đầu ra của sinh viên, qua đó sinh viên sẽ hiểu rõ hơn mục tiêu của mình trong quá trình học tập. Trong đợt đánh giá lần này, chúng tôi đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn AUNQA phiên bản 4.0. So với các phiên bản trước thì phiên bản 4.0 được xây dựng cô đọng hơn. Những gì trùng lập đã được lược bỏ, các tiêu chuẩn cũng được nâng cao hơn. Trong đó đáng chú ý yêu cầu phải đánh giá kết quả học tập của người học, dịch vụ hỗ trợ người học, chuẩn đầu ra và kết quả đạt được, v.v. Hiện nay thì cái việc xây dựng cái chuẩn đầu ra thì phải dựa vào các cái chuyên gia, dựa vào các cái bên liên quan, bao gồm có chuyên gia, rồi doanh nghiệp, giảng viên và các cái nhà chuyên môn cũng như các hiệp hội nghề nghiệp để xây dựng cái chuẩn đầu ra. Và sau đó là phải đo lường được cái chuẩn đầu ra đó bằng các giải pháp. Là hiện nay thì đối với trường Đại học Lạc Hồng thì chúng tôi cũng đã tham gia kiểm định APEC và cũng có kinh nghiệm trong cái việc đo lường cái chuẩn đầu ra. Thì hiện nay mỗi cái chuẩn đầu ra sẽ được chia làm những cái BI, ta gọi là BI hay là gọi là chuẩn đầu ra cấp nhỏ hơn. Mỗi chuẩn đầu ra này thì sẽ gắn với các môn học. Rồi việc gắn các môn học này và khi mà sinh viên đạt được các cái môn học này thì có nghĩa là đạt được cái chuẩn đầu ra. Trong thời gian 3 ngày, đoàn đánh giá của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUNQA sẽ tiến hành phỏng vấn giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và nội dung liên quan các tiêu chuẩn như môi trường học tập, chất lượng học tập, đồng thời sẽ kiểm tra thực tế cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo của 4 chương trình tham gia đánh giá. Nếu được đánh giá thành công sẽ nâng tổng số chương trình được công nhận chuẩn AUNQA của trường Đại học Lạc Hồng lên 10 chương trình. Trước đó vào tháng 11/2022, trường Đại học Lạc Hồng cũng đã hoàn thành được đánh giá APEC cho 2 chương trình đào tạo thuộc khoa Công nghệ thông tin và Cơ điện điện tử.